Kính chào khán giả của các kênh truyền hình Chấn Hưng nước Việt. Vâng, buổi tối hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì chúng tôi có làm một cái buổi lên hình như thế này để giúp phản ánh của công dân xung quanh vụ việc mà công an thành phố Hà Nội bắt giữ một em sinh viên, em Trần Hoàng Phúc là một sinh viên của trường luật, và cũng như là ở trên các trang mạng xã hội đã đưa tin từ ngày hôm kia và ngày hôm qua, thì tức là vào hồi 15 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2017 thì vào em Phúc, khi mà em Phúc đang ở tại một nhà trọ ở tại phường Bưởi, quận Ba Đình, thì bị một nhóm người nào đó bắt giữ đi mang đi đâu đó. Và ngay sau đó thì có hàng xóm người ta mách, thì gia đình và anh em bạn bè của em Trần Hoàng Phúc đã biết và đã báo cho đây là mẹ của em Phúc đó. Thì lúc mình đang xếp hàng, mình đã được bấm vé vào cổng rồi, thì các anh an ninh mật vụ ở tại khách sạn đã lôi mình ra và hộ tống mình lên xe. Sau đó thì họ đã chở mình về sở ngoại vụ trên đường Alexander và đổi xe. Trong quá trình đổi xe, họ tước bỏ hết toàn bộ những cái thỉnh nguyện thư của mình cũng như là các thiết bị điện tử. Mình là tên là Trần Hoàng Phúc, mình hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Thì YCLI là một cái tổ chức do Tổng thống Obama sáng lập nhằm thúc đẩy cái vấn đề về tiềm năng lãnh đạo của các bạn ở châu Á, khu vực Đông Nam Á, và cũng như là giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội học hỏi thêm nhiều cái kiến thức về kỹ năng và giao lưu quốc tế nhiều hơn. Khi mà được tiếp xúc với Tổng thống Obama thì mình đã chuẩn bị một cái thỉnh nguyện thư. Trong đó mình nêu lên những cái quan điểm của mình cùng với những cái bằng chứng để có thể đề ra, hy vọng có thể đưa ra được những cái giải pháp giúp cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra thì mình cũng có những câu hỏi liên quan tới cái vụ việc về Hà Tĩnh. Vì lý do đây là cái sự kiện lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và phía Hoa Kỳ họ cũng đã có những cái biện pháp ứng phó trước đây. Thì mình mong muốn là chia sẻ với Obama để nhận được những cái giải pháp từ phía một quốc gia lớn có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này, để có thể giúp cho những người ngư dân ở miền Trung cuộc sống họ đỡ khổ hơn như bây giờ. Thì lúc đó mình tới là lúc 8:25, thì tới khoảng chừng 8:35 thì lúc mình đang xếp hàng, mình đã được bấm vé vào cổng rồi, thì các anh an ninh mật vụ ở tại khách sạn đã lôi mình ra và hộ tống mình lên xe. Sau đó thì họ đã chở mình về sở ngoại vụ trên đường Alexander và đổi xe. Trong quá trình đổi xe, họ tước bỏ hết toàn bộ những cái thỉnh nguyện thư của mình cũng như là các thiết bị điện tử. Rồi họ chở mình tới chỗ công an phường 15 quận Tân Bình, và họ ở đây họ tiến hành giam lỏng và lấy khẩu cung. Về nội dung họ lấy thì họ tập trung chú ý xoay quanh cái quan hệ của mình với lại lãnh sự quán, và họ đặc biệt đào sâu với những mối quan hệ cá nhân của mình, và mình cảm thấy đây là một điều không tốt. Nó vi phạm pháp luật đối với mình cũng như là quan hệ với cơ quan lãnh sự. Buổi làm việc kết thúc lúc khoảng 3 giờ chiều và họ trả lại toàn mình thiết bị. Theo mình thì cái việc đơn giản đó là chỗ là cái vấn đề mình nói ở đây là cái vấn đề về môi trường. Đó cũng là một cái tiếng nói của những người ngư dân họ đang sống ở khu vực miền Trung, họ đang gánh chịu những cái hậu quả hàng ngày của cái việc đó. Tuy nhiên cái vấn đề này thì ở Việt Nam hiện tại thì không phải là cái vấn đề mà được hoan nghênh bởi các cơ quan truyền thông. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà họ nghĩ rằng mình là một cái mối nguy hiểm khi mà mình được tiếp xúc với Tổng thống Obama. Theo mình thì việc Tổng thống Obama viếng thăm Việt Nam chỉ mang về mặt hình thức ngoại giao. Tuy nhiên nó đem lại một cái luồng tư tưởng mới cho giới trẻ, giúp cho họ có thể tự tin và tự quyết định lấy tương lai của mình. Và theo mình nghĩ thì không ai có thể quyết định được tương lai của mình trừ khi bạn sẵn sàng đứng lên để đấu tranh vì điều đó.
Thì bác có thể giới thiệu về mình một chút để khán giả biết về cái liên hệ của bác, cái quan hệ của bác với em Phúc. Dạ, xin kính chào quý tập cô bác. Dạ vâng, thì em xin tự giới thiệu về mình một tí. Em là mẹ của cháu Trần Hoàng Phúc. Em là giáo viên, em ở trong Sài Gòn. Thì hôm nay thì sáng hôm nay em bay ra đây để em đi tìm con em. Ở trên trên mạng có chia sẻ là con em nó bị bắt cóc từ lúc 15:30 chiều ngày 29/6/2017. Vâng, tức là mẹ của em Phúc là chỉ biết tin là ở trên các mạng xã hội chia sẻ là em Phúc bị bắt cóc. Và bác đã sáng ngày hôm nay sáng sớm thì bác đã phải bay bỏ việc, bác đang là một giáo viên ở trong Sài Gòn. Thì bác phải bỏ việc để đi ra, bay ra đây để hỏi thăm, để đến cái khu vực công an phường tại khu vực mà em Phúc em đang thuê trọ ở đó. Thì các anh em của các phóng viên của Chấn Hương Nước Việt đã đi cùng và cũng làm một số cái live stream như là các bạn đã biết, đã theo dõi ở trên mạng đó. Thì cụ thể là khi mà mẹ của em Phúc và các anh em phóng viên có đến phỏng vấn bà con ở xung quanh cái khu vực mà em Phúc trọ ở đó, thì mọi người cũng cho biết là có vào hồi khoảng 15 giờ ngày 29/6 thì có một tốp hai công an và cùng với cảnh sát khu vực, cùng với một ông tổ dân phố là có đến nhà em Phúc. Nhà em Phúc trọ ở cái ngõ có bao nhiêu, ngõ 8 này? Ngõ số 9. Ngõ 674 ở phố Hoàng Hoa Thám, ở phường Bưởi, ngay gần cái trụ sở công an phường Bưởi. Đấy, ngay sau lưng cái trụ sở công an phường Bưởi. Thế thì người dân người ta cũng cho biết như vậy, và các anh em phóng viên cũng đã ghi lại những cái clip phỏng vấn những người dân ở đó. Thì ngay sau đó thì anh em phóng viên của Chấn Hương Nước Việt đã cùng với mẹ của em Phúc sang phường Bưởi và được hỏi liên lạc với cái anh mà cảnh sát khu vực ấy, anh Tiệp ấy. Đó, có một anh Tiệp, anh tên là Tiệp, tức là trực ban cho số của anh Tiệp, cho số điện thoại của anh Tiệp phụ trách khu vực. Thì mẹ của em Phúc và chúng tôi gọi điện cho anh Tiệp là cảnh sát khu vực của phường Bưởi để hỏi về tình hình vụ việc nó như thế nào, và ai, cơ quan nào và ai là người đến đã bắt giữ hay bắt cóc em Trần Hoàng Phúc. Thế thì em Tiệp là cảnh sát khu vực của phường Bưởi cho biết là cũng không biết gì về vụ việc cả. Đấy, trong khi người dân thì phỏng vấn, chúng tôi phỏng vấn người dân thì người dân cho biết là có hai công an cùng với cảnh sát khu vực, cùng với tổ trưởng dân phố đã đến nhà em Phúc trọ ở ngõ số nhà 9. Số 9 ngõ 274 à 674. Ngay sau trụ sở của công an phường Bưởi. Nhưng mà khi gọi cho em Tiệp cảnh sát khu vực thì em Tiệp bảo không biết, cũng không biết. Đó là buổi sáng nay. Thế thì buổi chiều thì mẹ em Phúc lại phải quay lại để gặp lãnh đạo trực ban của chỉ huy trực ban của phường của công an phường Bưởi. Thì được một anh là lãnh đạo, là anh phụ trách trực ban đã cho biết, nói bằng miệng là cho biết là em Phúc đang được giam giữ ở 40 hạt bài của công an Hà Nội. Các bạn có thể xem cái live stream của em Hùng, em Lê Trọng Hùng, Trung Dân Việt Thương, thì các bạn thấy. Và không hề có một cái văn bản nào hết, tức là cảnh sát khu vực và phường sở tại, công dân tạm trú và sống ở đó, thì một anh chỉ huy trực ban của công an phường Bưởi trả lời người thân nhân của người dân bị bắt cóc là em này đang được giam giữ ở trên 40 hàng bài và cũng không hề có một cái giấy tờ gì hết, không đưa cho người dân một cái giấy tờ gì, không có sổ sách gì. Có nghĩa là trong một cái buổi khi mà người công dân ở tại một phường mà bị một tổ chức hay là một cơ quan nào đó bắt giữ, thì cảnh sát khu vực, chỉ huy trực ban, lãnh đạo của công an phường Bưởi cũng không biết là ai bắt, và không hề có một cái giấy tờ lệnh hay là sổ trực ban hay cái gì đó ghi chép. Người trực ban cảnh sát khu vực ở đó hôm đó cũng không ghi chép gì hết.
Không có giấy tờ thì thông báo cho tổ trưởng dân phố, không có thông báo cho chủ nhà, cũng không có sổ sách ghi chép. Đó mới là vấn đề. Và hôm nay để người thân của em Phúc bay ra Sài Gòn hỏi thì các anh ngơ ngác, mà các anh bảo là lúc đầu thì anh bảo không biết, gọi điện cho em Tiệp là cảnh sát khu vực thì nói rằng không biết. Nhưng khi mà lãnh đạo chiều quay trở lại gọi được lãnh đạo ra thì lãnh đạo nói rằng là 40 hàng bài là công an Hà Nội đang giữ em Phúc và mời các bác lên 40 hàng bài để hỏi. Đó là lúc khoảng 4 giờ chiều ngày hôm nay ở tại công an phường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ở đó là quận Tây Hồ, quận Ba Đình ấy. À xin lỗi, thì đó là khu vực đó là phường Bưởi và quận Tây Hồ. Vâng, thế thì lúc 4 giờ chiều thì mẹ của em Phúc và anh em phóng viên đã đến trụ sở để hỏi và được trả lời, được cái anh chỉ huy đó anh trả lời. Chúng tôi có ghi lại bằng cái live stream trực tiếp ở tại trụ sở công an phường Bưởi. Và mọi người có thể xem ở trên cái live stream của em Hùng, Trung dân Thật Thực Việt Thương, hoặc là trên các kênh YouTube của Trấn Hưng Nước Việt. Đó. Thế thì ngay sau khi mà nhận được cái trả lời của chỉ huy trực ban của phường Bưởi thì chúng tôi và mẹ của em Phúc đã phải lên 40 hàng bài. Đó, lên 40 hàng bài để liên lạc hỏi theo như là cái chỉ dẫn của anh trưởng trực ban của công phường Bưởi, trưởng ban phường Bưởi luôn. Đó, trưởng ban phường Bưởi, cái tên là gì nhỉ? Tôi quên mất tên thì là vừa rồi có cái chia sẻ. Đó, thì chúng tôi đã cùng với cả mẹ của em Phúc lên 40 hàng bài là trụ sở của công an thành phố Hà Nội. 40 hàng bài. Bên cạnh đó cũng có một cái số 40 hàng bài là trụ sở của gần như là của cục cái gì đó, của Bộ Công an, của Bộ Công an, nhưng mà nó là Tổng cục An ninh. Đó, thì bên 40 hàng bài của Công an Hà Nội sát với 40 hàng bài, hai trụ sở liền nhau đều là số 40 hàng bài. Và khi chúng tôi hỏi trực ban, mẹ của em Phúc và các phóng viên của Trấn Hưng Nước Việt vào hỏi trực ban thì trực ban nói không hề biết gì. Lúc đó là 4 giờ 45 phút chiều nay. Đó, trực ban cũng không biết. Chị ban nói rằng là chắc là ở đâu, chắc là các anh ở dưới nói nhầm như thế nào, các anh ở chỉ huy phường Bưởi nói nhầm như thế nào, trên này không biết. Thực ra các em trực ban chúng tôi cũng hiểu rằng là anh chỉ huy là Nghiêm Bá Phước ạ. À, anh chỉ huy phường của phường Bưởi là Nghiêm Bá Phước cho biết là em Trần Hoàng Phúc đang được giam giữ ở 40 hàng bài công an thành phố Hà Nội, và chúng tôi đã dùng 3 máy điện thoại để live stream trực tiếp cái trả lời của anh Nghiêm Bá Phước. Vâng. Sau đó thì trên trực ban của 40 hàng bài công an thành phố Hà Nội thì không cho biết, chỉ nói là không biết. Đó. Ở trên đấy không có tạm giam. Anh em trực ban nói rằng ở trên này là không có tạm giữ hay tạm giam ai cả, một chỗ này chỉ là văn phòng thôi. Đó. Thế thì chúng tôi đặt dấu hỏi với lãnh đạo của công an thành phố Hà Nội là không rõ rằng các anh ấy làm việc theo quy trình gì. Công an phường Bưởi, chỉ huy công an phường Bưởi thì trả lời dân bằng miệng cho biết là công dân đang được bắt giữ, giam giữ ở trên hàng bài, 40 hàng bài. Thế nhưng mà không hề có một cái cuốn sổ, một cái tờ giấy nào ghi chép về cái việc đó, không có một tờ giấy nào xác nhận hay là ghi chép vào sổ trực ban là ngày hôm nay 29 tháng 6 5 giờ 3 giờ công an thành phố hay công an bộ hay công an ở đâu đó Trung Quốc sang đây bắt một người công dân ở đây. Đó, người ở phường, các ông quản lý ở phường, công dân ở phường, tổ trưởng khu phố có ai đến đấy làm gì, bắt hay làm cái gì đó liên quan đến người ở sinh sống ở phường thì phải có giấy tờ, phải lưu giấy lại, ghi sổ trực ban cảnh sát khu vực, trực ban phải ghi vào sổ là hôm nay có người dân ở phường này được công an Hà Nội, được công an ở tỉnh, được công an đâu đó mời hay giữ thì phải có giấy chứ. Thế ngày mai trẻ con đi học, sinh viên các thứ, người dân ở phường đó sinh sống ở đó, ở đâu đóng giả, mặc bộ quần áo giả công an đến lấy bắt dân mang đi thì cũng mấy ông công an ở phường, mấy ông tổ trưởng dân phố cũng không biết à, không sổ sách gì à. Thế thì không hiểu là quy trình làm việc của các ông ở công an thành phố Hà Nội như là chúng tôi làm, lập tức chúng tôi phải mời mẹ của em Phúc về đây để lên một cái chương trình để làm rõ cái trách nhiệm của công an Hà Nội, đứng đầu là ông Khương giám đốc, nói để xem công ấy là các bộ phận của công đang ở dưới phường, ở quận, ở thành phố và ở phường công đang quản lý
quản lý về cái hành chính của công như thế nào, mà để công dân đang sinh sống ở phường xong rồi có ở đâu đó đến mời đi bắt giữ đi, không hề có một cái giấy tờ gì, khi mà thân nhân đến tìm không biết cái ông ở dưới có đồng hồ thì đó, ông Nghiêm Bá Phước, trưởng công an phường 10, ông ấy nói với cả thân nhân của em Phúc là em Phúc là đang được tạm giữ ở trên 40 Hàng Bài, công an thành phố Hà Nội, chúng tôi có ghi lại bằng live stream. Và ông không hề có một cái quyển sổ nào để mang ra để đọc ra là ghi chép là trực ban ngày hôm nay ở phường ngày mấy giờ có ai bắt giữ ai, bắt giữ công dân hay là mời công dân hay gì đó. Trực ban coi như là không làm việc gì. Và cảnh sát khu vực cũng coi như không làm việc gì cả. Không hề biết cảnh sát khu vực này em Tiệp, chúng tôi gọi điện không biết. Gọi điện để phỏng vấn mà cũng không biết gì cả. Thế thì tại sao ông Nghiêm Bá Phước lại biết là công dân bị bắt và bị giữ và giam ở trên 40 Hàng Bài? Đó là chỉ là một cơ quan công an cấp phường thì đó. Chỉ huy thì bảo bệnh bắt, còn trực tiếp cảnh sát khu vực thì bảo là không biết gì, ở thế mới lại. Đó, đó, thì không hiểu rằng các ông đang quản lý theo một quy trình quản lý nhân sự rồi quản lý các cái hành chính như thế nào. Đó. Thì bác có thể chia sẻ với cả khán giả về cái việc hôm nay bác đi và bác... Bách nói đi, Bách có vấn đề gì chia sẻ cùng với khán giả. Bách là người trực tiếp đến cái sự việc là ngày hôm nay, chiều hôm nay thì khi mà anh em chúng tôi đến, trước khi anh em chúng tôi đến thì chị Út là mẹ của em Phước đã gọi điện cho cảnh sát khu vực tên là Tiệp, và anh cảnh sát này nói rằng không biết cái sự việc này. Và sau khi chúng tôi đến và chúng tôi dùng cái quyền công dân của mình, một cái quyền được ghi trong hiến định, trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất là rõ ràng, đó là điều 8 khoản 2, đó là các cơ quan nhà nước, cán bộ, công nhân viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân. Thì sau khi anh trưởng ban phường đấy chịu sự giám sát, anh phải nói rằng là hiện nay cái tình trạng của em Trần Hồng Phúc là đang bị giữ ở 40 Hàng Bài, mà ngay trước đó thì lính của anh ấy, tức là anh Tiệp cái khu vực thì lại chối và không biết gì. Thế tôi thấy ngay ở một cái cấp cơ sở văn phường đã có sự nói thẳng là sự dối trá rất là tức là làm việc không tuân thủ theo gì một cái quy trình hay là cái chuẩn mực nào cả, và thậm chí ngay cả trưởng công an phường, người phụ trách một phường trả lời các dân công dân cũng nói bằng miệng, không hề mang sổ ra, không hề là gọi trực ban ra, nghĩa là phải chỉ gọi là trực ban đâu, ngày hôm 29 trực ban ghi chép hiện sự việc ở phường này, ở cơ quan nào đến đây bắt ai, ghi chép đâu, đó trình tự phải như thế chứ. Đây tới một mùng là mời các bác lên 40 Hàng Bài, mời các bác lên 40 Hàng Bài công an thành phố, thế thì các ông làm việc chả có hồ sơ gì cả, chả giấy tờ gì cả. Các ông muốn bắt người phải có lệnh là một, các ông muốn giữ người ở đâu đó đến bắt người ở phường thì phải có giấy tờ, phải giới thiệu, phải để giấy trở lại, phải lưu giữ giấy trở lại để người dân, người thân nhân, người nhà người ta biết, người ta biết để người ta còn hỏi chứ, người ta biết là có công an thành phố, có công an đâu đó đến đây bắt giữ người này, mời người này đây, gửi giấy cho cái ông trưởng khu vực chẳng hạn, tổ trưởng dân phố đại diện cho dân, cảnh sát khu vực phải biết, cảnh sát khu vực phải đại diện, phải đến, phải có mặt và phải ghi chép bằng giấy, phải có nhận cái giấy của chỉ đạo của các bộ phận khác ở bên trên liên quan, phải lưu giữ, phải ghi vào hồ sơ. Hôm nay có đoàn công an này đến bắt người, đến mời người này, công dân của phường này, trụ đăng ký ở trụ sở, đăng ký tạm trú ở đây, đăng ký thường trú ở đây, mời đi. Đó, và lưu giấy ở lại. Ngày mai xảy ra việc gì thì đã có cái bộ phận đó chịu trách nhiệm. Bây giờ nếu xảy ra việc gì thì công an phường 10 chịu trách nhiệm, hay là công an thành phố. Đương nhiên là công an khu vực ở phường 10 phải chịu trách nhiệm rồi, vì công dân là đang sống ở đó. Đó, thế tôi thấy, chúng tôi thấy rằng việc quản lý hành chính của công an thành phố Hà Nội là rất là lung tung, rất có vấn đề. Một công dân đang sinh sống ở tại phường, ngay trụ sở phường 10, nhưng mà được mời đi đâu đó, được bắt giữ bởi ai đó không ai biết. Ông trưởng công an phường 10, ông Nghiêm Bá Phước chỉ biết rằng là chỉ nói với dân rằng là đã có công an ở thành phố hay ở đâu đó bắt giữ công dân ở đây, và không hề có sổ sách đi, không hề có giấy tờ gì lưu giữ lại để chứng tỏ là ông ấy làm đúng chuẩn mực, ông làm đúng trách nhiệm của ông ấy. Đó, hệ thống của ông làm ăn kiểu gì? Bây giờ để người dân không biết đi hỏi đâu,
hỏi ông phường đại diện phường chỉ tay bảo là mời các bác lên trên hàng bài, lên hàng bài hỏi trực ban mà không biết. Thế thì công dân đó, công dân người ta là một con người bằng xương thì người ta có phải là hạt bụi hạt cát, người ta bốc hơi, người ta có chứng minh thư, người ta có giấy tờ, người ta có sổ hộ khẩu tạm trú đó đó. Mà tại sao là cán bộ quản lý hành chính mà lại không biết làm, không làm việc theo quy trình nào cả đó? Thế ngày mai những công dân khác ở đó, một đứa trẻ con hay một ông già ở đó, tự nhiên có một ở đâu đó đến bắt đi, thế ông cảnh sát khu vực và trưởng phường phụ trách ở đó, tổ trưởng dân phố ở đó không biết à? Tại có hồ sơ này, có giấy, tại có thông báo này lại đó. Một ông già này bắt giữ một ông già này mang đi này, một bà già mang đi này, giấy đây ai bắt ai giữ này, người thân có thể liên lạc với cơ quan bắt giữ đó, đưa giấy ra, đưa sổ ra, và trách nhiệm ghi nhật ký trực ban là phải ghi chép đầy đủ tất cả những vấn đề xảy ra trong ngày, trong ca trực là phải ghi chép nghiệp vụ phải như thế. Tại sao lại công dân mà lại ở đâu đó đấy mất, bây giờ thân nhân đến hỏi không ai biết, thì chúng tôi không hiểu là bộ máy của ông Khương giám đốc quan Hà Nội công đang làm như làm ăn như thế nào, quản lý hành chính như thế nào đó. Việc này có khi thậm chí là liên quan đến ông Tô Lâm, ông Bộ trưởng Công an. Thế này mà ngày mai xảy ra đấy thì nhớ chảy xảy ra việc gì thì làm sao? Thì bây giờ trách nhiệm là ai là người chịu trách nhiệm? Đó, ai là người chịu trách nhiệm? Đó, thì hôm nay chiều hôm nay chúng tôi đã cùng đi cùng với cả mẹ bé Phúc để đến trụ sở phường Bưởi, và sau đó thì đến số 40 Hàng Bài của Công an thành phố Hà Nội tại phố Hàng Bài, và tất cả những cái việc mà như chúng tôi phản ánh ấy, là hoàn toàn đúng với những cái diễn biến và những cái gì xảy ra. Thì chúng tôi thông qua các kênh truyền hình này của Trần Đức Việt, chúng tôi phản ánh để đến các cấp lãnh đạo của Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo của Bộ Công an để công xem lại cái quy trình làm việc của các cái bộ phận ở phường, ở quận, ở phường, ở dưới địa phương về việc quản lý hành chính, cái quy trình và nghiệp vụ quản lý hành chính. Chứ không thể để mà trong một giữa thủ đô mà quản lý như thế này thì làm sao các tỉnh thì cũng không hiểu công an làm thế nào đó. Vâng, Nam Phương có thể chia sẻ. Vâng, và thưa quý vị khán giả, là ngày 29 tháng 6 năm 2017 vừa rồi, chúng tôi có nhận được thông tin là em Trần Hoàng Phúc bị 5-6 người không biết là công an hay là côn đồ đến bắt cóc và đưa đi. Thì máy không chạy được. Anh xem lại đi. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi thực sự là chúng tôi cũng hoang mang và lo lắng, vì không biết là em Phúc bị công an bắt hay là bị cái băng nhóm nào bắt cóc đi. Chính vì thế mà ngày hôm nay cô Út, mẹ của em Phúc, có bay từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội để tìm con. Thì chúng tôi có đi cùng cô đến cái số nhà số 9, ngõ 174 đúng không ạ? 674. Ngõ 674. Để tìm con trai cô là em Trần Hoàng Phúc. Nhưng mà đến nơi thì chúng tôi có hỏi những người dân ở xung quanh đấy, mà họ cho biết rằng là cái ngày hôm mà em bị bắt thì có 5-6 người công an đến cùng ông tổ trưởng dân phố và công an khu vực phường Bưởi. Thế thì đến và bắt em ấy, đưa em đi xong tối lại đưa về, và qua một đêm sáng hôm sau lại đưa đi tiếp. Đưa về, nhưng mà những cái người đưa về đó là đã vào phòng trọ chung với cô, ở trong phòng qua một đêm sau sáng sau lại đưa đi. Những người đưa đi đó vào trong một phòng với cô. Vậy thì khi mà cô Út cô nghe tin như vậy thì cô có gọi cho công an khu vực phường Bưởi ở phường Bưởi tên là Tiệp, thì anh ấy chối đây rồi, cảnh sát khu vực anh ấy chối đây rồi, và anh ấy bảo rằng anh không biết, mà rõ ràng là em Phúc thì ở trong cái địa bàn mà anh Tiệp để quản lý. Thế vậy thì anh ấy chối đây rồi, và anh nói là anh không biết, anh đùn lại trách nhiệm. Thế mãi đến khi mà mấy anh em chúng tôi có đi vào công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, thì anh Hùng và anh Bách có livestream và truy vấn, thì lúc đấy cái anh trưởng công an phường mới đi ra và nói rằng là hiện tại bây giờ là em Phúc đang ở trên 40 Hàng Bài. Không hề có giấy tờ gì cả, và mấy anh em cùng cô Út có đi lên trên 40 Hàng Bài. Khi mà lên trên đó thì cái cậu trực ở ngoài cổng, trực bảo vệ cổng, bảo vệ
Thì cậu này cậu ý nói rằng là nếu mà có muốn gặp ai, có muốn làm gì thì cứ phải để đến ngày thứ hai. Tại vì hôm nay là ngày nghỉ, họ không làm việc. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là cậu này cậu ý đổ cho là cậu ấy bảo trên này là không có giữ người, không có giữ ai hết. Mà cái anh công an hàng bưởi, công an phường bưởi đấy là nói láo. Chứ trên này là không nói bừa, đúng rồi, câu chính xác là nói bừa. Trên này không có giam giữ ai hết. Thế vậy thì tôi, cô Út, cô có con và một người, em Phúc là một người công dân, tôi thấy là em ý cái là cực kỳ gương mẫu. Thế vậy thì tại sao mà em ý bị mất tích ngay giữa thủ đô? Mà hết cấp phường lại lên đến công an, đến cấp thành phố đều chối đây này, mà không chịu giải quyết. Thế bây giờ con người ta đây là một tính mạng của con người mà sao các ông vô trách nhiệm thế? Các ông vô trách nhiệm đùn đẩy trách nhiệm cho người nọ người kia. Không, cái quan trọng là cái việc quản lý hành chính ấy, người ta không làm đúng theo cái quy trình đó, chứ mình chưa thể nói là cái trách nhiệm là phần là ai. Tức là theo đúng quy trình quản lý, ông này là cảnh sát khu vực là phải biết rõ là công dân ở phường này ai đến mắt phải có giấy tờ lưu lại. Cảnh sát trực ban của cái ngày hôm đó, ngày 29 đó là phải ghi ở sổ là hôm nay có đơn vị này đơn vị kia đến đây bắt công dân, đến đây làm gì đó liên quan đến cái việc nhân sự ở đây. Đấy là trình tự bắt buộc anh phải ghi. Hôm nay cái người trực ban một ngày có 3 ca trực thì cái người trực ban trong ca đó tên là gì, phải ghi vào sổ trực ban là hôm nay có sự việc gì xảy ra ở đây, nhà này mất cắp, nhà kia cháy, người này chết, người này bị bắt. Đấy là trách nhiệm của quản lý hành chính, các anh phải biết làm cái đó. Chứ bây giờ một công dân giờ đang sinh sống ở phường mà có những cái đơn vị khác đến bắt đấy không hề có giấy tờ, không hề có hồ sơ lưu lại, không hề có sổ sách gì cả, đến khi thân nhân đến hỏi thì không ai biết mà trả lời bằng miệng. Đó là cái việc quản lý của các anh phải xem lại. Ông Khương giám đốc công an thành phố Hà Nội và đặc biệt là bên phía thành phố phải xem lại, đề nghị ông Trung, ông Nguyễn Đức Trung, vì ông đã có kinh nghiệm trong cái việc mà ông làm giám đốc Hà Nội, thì ông phải kiểm tra lại ngay cái việc làm việc quản lý hành chính của bộ phận công an phường Bưởi, quận Tây Hồ. Do anh Nghiêm Bá Phước chỉ huy đó, anh ấy làm việc theo kiểu chỉ bằng miệng và như thế thì không được rồi. Một công dân chứ không phải là một cây cỏ hay một cái gì cả, một cái xe máy có mấy triệu phải có hồ sơ đó. Thế hôm nay chúng tôi phản ánh cái việc này lên để lãnh đạo công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo của thành phố biết được cái vụ việc. Vì trên mạng người ta ở Mỹ về việc là bắt cóc công dân ở phường tại ngay Ba Đình, ngay ở gì, trên mạng tràn lan các thông tin. Cái này là một phần do các anh, do quản lý của công không có biết quản lý để thông tin nó mù mờ đó. Đề nghị là công lãnh đạo của thành phố là công phải xem lại ngay cách làm việc của hành vi quản lý hành chính của công an phường Bưởi, quận Tây Hồ. Và hôm nay chúng tôi phản ánh và tất nhiên là người nhà của họ sẽ, người nhà của em Phúc sẽ tiếp tục phải mời các luật sư và đến làm việc làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, chứ không phải là công cứ làm việc như này thì thành phố này thì chẳng biết là ai quản lý cả. Và cái trách nhiệm quản lý về nhân sự, về hộ khẩu, rồi quản lý về an toàn an ninh của khu vực được người dân đóng thuế nuôi một bộ phận phường rất là đông người, mà khi xảy ra vụ việc thì hỏi không có biết như này không được rồi, không ổn rồi đó. Đó, vậy thì là qua chương trình thì chúng tôi phản ánh cái vụ việc này để làm vạch hóa cái thông tin liên quan đến cái vụ việc mà đang ầm ĩ ở trên các mạng xã hội. Chúng tôi sẽ quay trở lại cập nhật tiếp tình hình về vụ việc này để làm rõ và để các bạn theo dõi cho chi tiết, cho đầy đủ. Vâng, xin cảm ơn cái sự theo dõi. Vâng, Bách có thể chia sẻ thêm với khán giả. Như mọi người biết đấy, thì các cái thông tin gần trong những cái năm gần đây, 3-4 năm gần đây nhất, thì có khoảng tầm hơn 200 người được mời đến làm việc tại các cơ quan công an, trại tạm giam, cơ quan đã chết một cách không rõ ràng. 260 người theo như ông Hùng, ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội đã nói trong theo ông như ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội cũ của Việt Nam có nói rằng nó khoảng 260 trường hợp chết đến không rõ ràng. Đến 2015. Phía Bộ Công an thì báo cáo rằng đây là những người chết không rõ ràng, rồi là bệnh lý, nhưng mà đối với người dân thì cho rằng cái chết này thuộc hoàn toàn lỗi thuộc về công an. Họ không khẳng định là công an đánh chết hoặc giết chết người dân, nhưng rõ ràng người ta đang nằm trong sự quản lý của anh mà người ta chết không rõ ràng thì anh phải chịu trách nhiệm. Vậy thì trường hợp của em Phúc đây không thể, chúng tôi
xin khẳng định rằng nếu có bất kỳ một trường hợp gì ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của em Phúc thì hoàn toàn đầu tiên là lỗi thuộc công an phường 10, sau đó là đến các công an cấp cấp, ở đây là cấp thành phố, mà chính anh công an, chính anh trưởng công an phường 10 là anh Nhi Ma Phước đã nói rằng 40 hàng bài không phải muốn là giữ em Phước đây. Vậy chúng tôi muốn qua cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt, của các kênh này, chúng tôi muốn gióng lên tiếng cảnh báo cho tất cả những người dân khi mà không may được cơ quan, bị công an, cơ quan mời đến làm việc một cách gọi là trái ý muốn, thì cần có một cái sự bảo vệ của những người gọi là như những người chúng tôi, là những người mà làm công tác truyền thông độc lập. Chúng tôi đưa sự việc lên cách khách quan nhất, đúng một nhất. Thực ra việc làm này chúng tôi cũng muốn làm cho chính các cơ quan công an, khi mà các anh hành xử thì nó đúng luật, cho nên tiến tới một cái thể chế gọi là chuẩn mực về mặt pháp luật và quyền công dân, tính và quyền lực của đảng. Vâng. Mời bác có ý kiến gì chia sẻ với khán giả? Cũng như các bác, các chú, anh chị, thì làm rất là mẹ của mình, thì mình nuôi cháu từ bé, thì là cái tình trạng sức khỏe của Phúc rất là tốt. Phúc cao đến 1m82 được cơ, mập mà to cao lắm, là một công dân rất là gương mẫu, sống rất là mẫu mực, sống có cuộc sống rất là lành mạnh, tinh thần rất là vui vẻ, mặt mát, yêu đời, hả? Coi như là không có vấn đề gì về sức khỏe cũng như tinh thần, đó là thần kinh rất tốt, tinh thần rất tốt. Thế thì anh công an trưởng công an phường Bưởi nói với em rằng là hiện bây giờ nó đang bị giam giữ ngay tại 40 hàng bài. Thế thì trên đó thì em thấy rằng 40 hàng bài nó có hai cái bộ phận. Một bộ phận thứ nhất là công an thành phố Hà Nội, thứ hai là bên cục an ninh gì đấy. Thế thì em xin khẳng định rằng cháu bị tạm giam ở đấy theo như lời của anh trưởng công an phường Bưởi. Thế thì em xin nói cháu bị tạm giam ở đấy, nếu có tất cả những cái việc gì xảy ra cho cháu về sức khỏe, về cơ thể của cháu, về cái về tính mạng của cháu, về thân thể, về tinh thần của cháu có vấn đề gì thì ai là người chịu trách nhiệm trong khi cháu đang bị tạm giam ở đây theo như lời của viên bác trưởng công an phường Bưởi cho biết. Trưởng công an phường Bưởi nói cho em biết là như thế đấy. Mà trong khi đó thì em xin khẳng định rằng sức khỏe của con em, của cháu Trần Hoàng Phúc rất là tốt, tinh thần rất là lạc quan, yêu đời, coi như là vấn đề về tinh thần với về cái thần kinh rất ổn định, rất tốt, không có vấn đề gì ở đây về vấn đề về một chút xíu gì về thần kinh điện, không có vấn đề gì cả đấy. Mà cho nên là bây giờ thì em được cái thông tin như thế. Thế thì nếu sau này con em có vấn đề gì thì em cũng trách nhiệm thuộc về công an thành phố Hà Nội, nói rằng là công nhiệm cái trách nhiệm này thuộc về ai. Thuộc về ai thì hiện bây giờ thì anh công an bảo rằng là anh công an trưởng công an phường Bưởi nói rằng là con em đang tạm giữ ngay tại 40 hàng bài đấy. Thế thì là em cũng xin các cô chú các bác là giúp đỡ cho em đấy, rồi cùng lên tiếng cho em gặp được lại con em, rồi hỏi xem như thế nào. Chứ tình trạng mà cháu bị mất tích như vậy thì em cũng thấy rất là lo lắng. Em không biết là có người này đổi người kia đổi người đó, thì em cũng không hiểu bây giờ con em đang ở đây và bị mất tích ngay giữa cái thủ đô, gọi là một cái thủ đô gọi thì em thấy là một cái đô là an toàn nhất đó, là trật tự nhất đó. Mà em thấy như vậy lòng em cũng thấy không ổn, cho nên là em cũng mong xin cộng đồng giúp là chia sẻ được cho em ạ. À, em xin chân thành cảm ơn. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái tin tức và đưa tin về cái vụ việc này để vạch hóa thông tin và làm rõ cái trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý hành chính, cơ quan sở tại ở phường Bưởi, quận Tây Hồ và công an thành phố Hà Nội để các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái chương trình tiếp theo. Vâng, xin chào. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Đây để em đi tìm con em. Ở trên mạng có chia sẻ là con em nó bị bắt cóc từ lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 6
năm 2017. Vâng, tức là mẹ của em Phúc là chỉ biết tin là ở trên các mạng xã hội chia sẻ là em Phúc bị bắt cóc. Và bác đã sáng ngày hôm nay sáng sớm thì bác đã phải bay bỏ việc, bác đang là một giáo viên ở trong Sài Gòn. Thì bác phải bỏ việc để đi ra, bay ra đây để hỏi thăm, để đến cái khu vực công an phường tại khu vực mà em Phúc em đang thuê trọ ở đó. Thì các anh em của các phóng viên của Chấn Hương Nước Việt đã đi cùng và cũng làm một số cái live stream như là các bạn đã biết, đã theo dõi ở trên mạng đó. Thì cụ thể là khi mà mẹ của em Phúc và các anh em phóng viên có đến phỏng vấn bà con ở xung quanh cái khu vực mà em Phúc trọ ở đó, thì mọi người cũng cho biết là có vào hồi khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 6 thì có một tốp hai công an và cùng với cảnh sát khu vực, cùng với một ông tổ dân phố là có đến nhà em Phúc. Nhà em Phúc trọ ở cái ngõ có bao nhiêu, ngõ 8 này, ngõ 9 rồi, nhà số 9, ngõ 674 ở phố Hoàng Hoa Thám, ở phường Bưởi, ngay gần cái trụ sở công an phường Bưởi đấy, ngay sau lưng cái trụ sở công an phường Bưởi. Thế thì người dân người ta cũng cho biết như vậy, và các anh em phóng viên cũng đã ghi lại những cái clip phỏng vấn những người dân ở đó. Thì ngay sau đó thì anh em phóng viên của Chấn Hương Nước Việt đã cùng với mẹ của em Phúc sang phường Bưởi và được hỏi liên lạc với cái anh mà cảnh sát khu vực ấy, anh Tiệp ấy. Đó, có anh Tiệp, anh tên là Tiệp, tức là trực ban cho số của anh Tiệp, cho số điện thoại của anh Tiệp phụ trách khu vực. Thì mẹ của em Phúc và chúng tôi gọi điện cho anh Tiệp là cảnh sát khu vực của phường Bưởi để hỏi về tình hình vụ việc nó như thế nào, và ai, cơ quan nào và ai là người đến đã bắt giữ hay bắt cóc em Trần Hoàng Phúc. Thế thì em Tiệp là cảnh sát khu vực của phường Bưởi cho biết là cũng không biết gì về vụ việc cả. Đấy, trong khi người dân thì chúng tôi phỏng vấn người dân thì người dân cho biết là có hai công an cùng với cảnh sát khu vực, cùng với tổ trưởng dân phố đã đến nhà em Phúc trọ ở ngõ số nhà 9. Số 9 ngõ 274 à 674. Kính chào khán giả của các kênh truyền hình Chấn Hương Nước Việt. Vâng. Buổi tối hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì chúng tôi có làm một cái buổi lên đây như thế này để giúp phản ánh của công dân xung quanh vụ việc mà công an thành phố Hà Nội bắt giữ một em sinh viên, em Trần Hoàng Phúc là một sinh viên của trường luật. Và cũng như là ở trên các trang mạng xã hội đã đưa tin từ ngày hôm kia và ngày hôm qua, thì tức là vào hồi 15 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2017 thì vào em Phúc, khi mà em Phúc đang ở tại một nhà trọ ở tại phường Bưởi, quận Ba Đình, thì bị một nhóm người nào đó và bắt giữ đi mang đi đâu đó. Và ngay sau đó thì có hàng xóm người ta mách, thì gia đình và anh em bạn bè của em Trần Hoàng Phúc đã biết và đã báo cho đây là mẹ của em Phúc đó. Thì lúc mình đang xếp hàng, mình đã được bấm vé vào cổng rồi, thì các anh an ninh mật vụ ở tại khách sạn đã lôi mình ra và hộ tống mình lên xe. Sau đó thì họ đã chở mình về sở ngoại vụ trên đường Alexander và đổi xe. Trong quá trình đổi xe, họ tước bỏ hết toàn bộ những cái thỉnh nguyện thư của mình cũng như là các thiết bị điện tử. Mình là tên là Trần Hoàng Phúc, mình hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Thì YCLI là một cái tổ chức do Tổng thống Obama sáng lập nhằm thúc đẩy cái vấn đề về tiềm năng lãnh đạo của các bạn ở châu Á, khu vực Đông Nam Á, và cũng như là giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội học hỏi thêm nhiều cái kiến thức về kỹ năng và giao lưu quốc tế nhiều hơn. Khi mà được tiếp xúc với Tổng thống Obama thì mình đã chuẩn bị một cái thỉnh nguyện thư. Trong đó mình nêu lên những cái quan điểm của mình
cùng với những cái bằng chứng để có thể đề ra, hy vọng có thể đưa ra được những cái giải pháp giúp cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra thì mình cũng có những câu hỏi liên quan tới cái vụ việc về Hà Tĩnh. Vì lý do đây là cái sự kiện lần đầu xuất... Cái sau trụ sở của công an phường Bưởi, nhưng mà khi gọi cho em Tiệp, cảnh sát khu vực thì em Tiệp bảo không biết, cũng không biết. Đó là buổi sáng nay. Thế thì buổi chiều thì mẹ em Phúc lại phải quay lại để gặp lãnh đạo trực ban của chỉ huy trực ban của phường của công an phường Bưởi, thì được một anh là lãnh đạo, anh phụ trách trực ban đã cho biết, nói bằng miệng là cho biết là em Phúc đang được giam giữ ở 40 hàng bài của công an Hà Nội. Các bạn có thể xem cái livestream của em Hùng, em Lê Trọng Hùng, trung dân Việt Thương, thì các bạn thấy. Và không hề có một cái văn bản nào hết, tức là cảnh sát khu vực và phường sở tại, công dân tạm trú và định và sống ở đó, thì một anh chỉ huy trực ban của công an phường Bưởi trả lời người thân nhân của người dân bị bắt cóc là em này đang được giam giữ ở trên 40 hàng bài và cũng không hề có một cái giấy tờ gì hết, không đưa cho người dân một cái giấy tờ gì, không có sổ sách gì. Có nghĩa là trong một cái buổi khi mà người công dân ở tại một phường mà bị một tổ chức hay là một cơ quan nào đó bắt giữ, thì cảnh sát khu vực, chỉ huy trực ban, lãnh đạo của công an phường Bưởi cũng không biết là ai bắt, và không hề có một cái giấy tờ lệnh hay là sổ trực ban hay cái gì đó ghi chép. Người trực ban cảnh sát khu vực ở đó hôm đó cũng không ghi chép gì hết, không có giấy tờ gì thông báo cho tổ trưởng dân phố, không có thông báo cho chủ nhà, cũng không có sổ sách ghi chép. Đó mới là vấn đề. Và hôm nay để người thân của em Phúc bay ra Sài Gòn hỏi thì các anh ngơ ngác, và các anh bảo là lúc đầu thì anh bảo không biết, gọi điện cho em Tiệp là cảnh sát khu vực thì nói rằng không biết. Nhưng khi mà lãnh đạo chiều quay trở lại gọi được lãnh đạo ra thì lãnh đạo nói rằng là 40 hàng bài là công an Hà Nội đang giữ em Phúc và mời các bác lên 40 hàng bài để hỏi. Đó là lúc khoảng 4 giờ chiều ngày hôm nay ở tại công an phường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ở đó là quận Tây Hồ, quận Ba Đình ạ. Xin lỗi, thì đó là khu vực, đó là phường Bưởi và quận Tây Hồ. Vâng. Thế thì lúc 4 giờ chiều thì mẹ em Phúc và anh em phóng viên đã đến trụ sở để hỏi và được trả lời, được cái anh chỉ huy đó anh trả lời. Chúng tôi có ghi lại bằng cái livestream trực tiếp ở tại trụ sở công an phường Bưởi. Và mọi người có thể xem ở trên cái livestream của em Hùng, trung dân thực Việt Thương, hoặc là trên các kênh YouTube của Trấn Hưng nước Việt. Đó. Thế thì ngay sau khi mà nhận được cái trả lời của chỉ huy trực ban của phường Bưởi thì chúng tôi và mẹ của em Phúc đã phải lên 40 hàng bài. Đó, lên 40 hàng bài để liên lạc hỏi theo như là cái chỉ dẫn của anh trưởng trực ban của công phường Bưởi. Trưởng ban phường Bưởi luôn. Đó, trưởng ban phường Bưởi. Cái tên là gì nhỉ? Tôi quên mất tên vì là vừa rồi có cái chia sẻ. Đó. Thì chúng tôi đã cùng với cả mẹ của em Phúc lên 40 hàng bài là trụ sở của công an thành phố Hà Nội. 40 hàng bài. Bên cạnh đó cũng có một cái số 40 hàng bài là trụ sở của gần như là của cục cái gì đó, của bộ công an, của bộ công an, nhưng mà nó là tổng cục an ninh đó. Thì bên 40 hàng bài của công an Hà Nội sát với 40 hàng bài, hai trụ sở liền nhau đều là số 40 hàng bài. Và khi chúng tôi hỏi trực ban, mẹ của em Phúc và các phóng viên của Trấn Hưng nước Việt vào hỏi trực ban thì trực ban nói không hề biết gì. Lúc đó là 4 giờ 45 phút chiều nay đó, trực ban cũng không biết. Chị ban nói rằng là chắc là ở đâu, chắc là các anh ở dưới nói nhầm như thế nào, các anh ở chỉ huy phường Bưởi nói nhầm như thế nào, trên này không biết. Thực ra các em trực ban chúng tôi cũng hiểu rằng là anh chỉ huy là Nghiêm Bá Phước ạ. Anh chỉ huy phường của phường Bưởi là Nghiêm Bá Phước cho biết là em Trần Hoàng Phúc đang được giam giữ ở 40 hàng bài công an thành phố Hà Nội.
và chúng tôi đã dùng 3 máy điện thoại để live stream trực tiếp cái trả lời của anh Nghiêm Bá Phước. Vâng, sau đó thì trên trực ban của 40 hạt bài công an thành phố Hà Nội thì không cho biết, chỉ nói là không biết đó. Ở trên đấy không có tạm giam, anh em trực ban nói rằng ở trên này không có tạm giữ hay tạm giam ai cả, một chỗ này chỉ là văn phòng thôi đó. Thế thì chúng tôi đặt dấu hỏi với lãnh đạo của công an thành phố Hà Nội là không rõ rằng anh ấy làm việc theo quy trình gì. Công an phường 10, chỉ huy công an phường 10 thì trả lời dân bằng miệng cho biết là công dân đang được bắt giữ, giam giữ ở trên hạt bài, 40 hạt bài. Thế nhưng mà không hề có một cái cuốn sổ. Hiện tại Việt Nam và phía Hoa Kỳ họ cũng đã có những cái biện pháp ứng phó trước đây. Thì mình mong muốn là chia sẻ với Obama để nhận được những cái giải pháp từ phía một quốc gia lớn có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này, để có thể giúp cho những người ngư dân ở miền Trung cuộc sống họ đỡ khổ hơn như bây giờ. Thì lúc đó mình tới là lúc 8:25, thì tới khoảng chừng 8:35 thì lúc mình đang xếp hàng, mình đã được bấm vé vào cổng rồi, thì các anh an ninh mặc dù ở tại khách sạn đã lôi mình ra và hộ tống mình lên xe. Sau đó thì họ đã chở mình về sở ngoại vụ trên đường Alexander và đổi xe. Trong quá trình đổi xe họ tước bỏ hết toàn bộ những cái thỉnh nguyện thư của mình cũng như là các thiết bị điện tử. Rồi họ chở mình tới chỗ công an phường 15 quận Tân Bình và họ ở đây họ tiến hành giam lỏng và lấy khẩu cung. Về nội dung họ lấy thì họ tập trung chú ý xoay quanh cái quan hệ của mình với lại lãnh sự quán, và họ đặc biệt đào sâu với những mối quan hệ cá nhân của mình, và mình cảm thấy đây là một điều không tốt, nó vi phạm pháp luật đối với mình cũng như là quan hệ với cơ quan lãnh sự. Buổi làm việc kết thúc lúc khoảng 3 giờ chiều và họ trả lại toàn mình thiết bị. Theo mình thì cái việc đơn giản đó là chỗ là cái vấn đề mình nói ở đây là cái vấn đề về môi trường, có cũng là một cái tiếng nói của những người ngư dân họ đang sống ở khu vực miền Trung, họ đang gánh chịu những cái hậu quả hàng ngày của cái việc đó. Tuy nhiên cái vấn đề này thì ở Việt Nam hiện tại thì không phải là cái vấn đề mà được hoan nghênh bởi các cơ quan truyền thông, cho nên đó cũng là lý do tại sao mà họ nghĩ rằng mình là một cái mối nguy hiểm khi mà mình được tiếp xúc với Tổng thống Obama. Theo mình thì việc Tổng thống Obama viếng thăm Việt Nam chỉ mang về mặt hình thức ngoại giao, tuy nhiên nó đem lại một cái luồng tư tưởng mới cho giới trẻ, giúp cho họ có thể tự tin và tự quyết định lấy tương lai của mình. Và theo mình nghĩ thì không ai có thể quyết định được tương lai của mình trừ khi bạn sẵn sàng đứng lên để đấu tranh vì điều đó. Thì bác có thể giới thiệu về mình một chút để khán giả biết về cái liên hệ của bác, cái quan hệ của bác với em Phúc. Dạ, xin kính chào quý đạo trưởng và cô bác. Vâng, dạ vâng, thì em xin tự giới thiệu về mình một tí. Em là mẹ của cháu Trần Hoàng Phúc. Em là giáo viên, em ở trong Sài Gòn. Thì hôm nay